Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Thùy Tiên sơ ý bị lộ bí mật ở chốn đông người có sốc bằng Ngọc Trinh và Hòa Minzy. Thùy Tiên là người đẹp đầu tiên mang vương miện Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Việt Nam trong sự hân hoan đón chào của khán giả. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, Thùy Tiên chủ động đi theo phong cách sexy với những trang phục tôn vóc dáng. Không ít trang phục của cô khiến người nhìn nơm nớp lo lắng vì chỉ cần một chút lơ lễnh rất dễ xảy ra sự cố. Khi dự sự kiện, Thùy Tiên chọn lựa thời trang có thiết kế phá cách, tôn lên ưu điểm của cơ thể. Tuy nhiên, do ánh đèn flash khiến cô bị phản chủ, lộ phần nội y trong. Mới đây nhất, khi tham gia một sự kiện, Thùy Tiên diện trang phục có phần vải mỏng nên bị lộ phụ tùng độn vòng 3 căng tròn săn chắc. Đây không phải là điều hiếm gặp trong showbiz Việt khi không ít người đẹp trước đó cũng bị lộ bí mật này ở chốn đông người. Nữ ca sĩ Thùy Tiên từng khẳng định chắc nịch, nhỏ tới lớn không biết cái quần độn mông là gì, nhưng lại để lộ dấu vết phụ tùng độn vòng 3 khi tham gia một chương trình. Angela Phương Trinh từng vướng nghi vấn mặc quần độn vòng 3 vì sự khác biệt ở đường cong cơ thể. Hoàng Thùy Linh mắc sai lầm khi diện phụ kiện không hợp lý để lộ mất sự cân đối của body. Người đẹp Thái Hà bị chỉ ra điểm khác biệt giữa ảnh diện đồ tập và khi dự sự kiện. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng từng vướng nghi vấn sử dụng phụ kiện làm vòng 3 căng tròn. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh từng lên tiếng phản pháo khi bị vướng nghi vấn dùng quần độn mông. Cô biết từ bé đến lớn chưa bao giờ phải cần đến sự hỗ trợ cho vòng 3 to lên vì quá tự tin và tự hào về nó. Tại sao cứ nói mình độn như đúng rồi? Trong khi đó, nữ ca sĩ Hòa Minzy lại tự thú nhận dùng quần độn mông 350.000 đồng.